Tuyết Nhung và Giác Long lên tiếng bảo vệ Thiêng Ngân. Quá tuyệt vời cho các cư xử của Giác Long. Dạ thì cả nhà hồi nãy Long mới đọc được một cái bình luận là Giác Long hát với Tuyết Nhung thì đừng hát với bé Thiêng Ngân. Và cho Long nói cái này một cái nha cả nhà. Tại vì thật sự thứ hai là mình chia sẻ tâm sự, cũng như là Long muốn nghe những lời góp ý của cả nhà, để cho Long biết được mình thiếu sót cái gì và cần cái gì để Long tốt hơn trong những show sau chung với em Tuyết Nhung. Và tại vì Long biết là mình mới mà cả nhà, thì mình cần phải nghe những lời góp ý. Tại vì có những lời góp ý của cả nhà thì mình mới biết được mình sai cái gì, mình đúng cái gì. Tại vì mình ở trong cuộc của cả nhà, đôi khi mình ở trong cuộc đôi khi mình không có thấy được đâu cả nhà. Mà những người ở ngoài người ta nhìn mình, người ta góp ý mình đó là mình mới thấy cái đó là mới là đúng. Cho nên là mong là cả nhà tụi con á có sai cái gì và cần góp ý cái gì thì mong cả nhà sẽ góp ý thẳng thắn với tụi con nha, để tụi con tốt hơn. Hai em đóng đậu đen đi. Hay á, biết cái gì không? Biết, vợ ông đậu á. Hồi ngày hôm qua ông mới nghỉ luôn á. Sáng nay cái thằng Bảo qua con nói là hai đứa tập tuồng rồi dọn đậu đi. Cho lòng chứ đoạn vợ ông đậu cũng hay. Dạ thì cả nhà hồi nãy Long mới đọc được một cái bình luận là Giác Long hát với Tuyết Nhung thì đừng hát với bé Thiêng Ngân. Và cho Long nói cái này một cái nha cả nhà. Tại vì thật sự khi mà mình đi hát á cả nhà, và đặc biệt là mình muốn làm nghề á, thì mình sẽ có nhiều sự kết hợp với tất cả các ca sĩ. Tại vì giống như ví dụ như cái show Long ví dụ một cái show tới đi, giống như trong cái show này cái người bầu show đó muốn Giác Long hát với bạn Diễm My. Không, với lại gì nè, mà nói cho nhanh luôn. Thật sự bé Ngân cũng là một đứa em và cũng là một đứa em út của Tuyết Nhung. Cũng trong gia đình của chị Phi Nhung thì mong cả nhà cũng ủng hộ cho bé Thiêng Ngân luôn. Dạ. Tại vì bé rất dễ thương, ngày hôm qua hát bé cũng không có nói lấy tiền. À. Bé cũng nói không lấy tiền, nhưng mà bé rất là dễ thương với hai anh em. Nên là mong cả nhà ở trong đây là yêu thương Giác Long, Tuyết Nhung thì cũng phải yêu thương luôn Thiêng Ngân luôn. Thì trong đôi lúc bé còn nhỏ thì đôi lúc bé có những cái sơ suất hoặc là có những cái gì nó không hát hay gì đó, hoặc là có những cái gì mà mọi người không thích thì mọi người cũng phải bỏ qua cho bé. Mình cho cả nhà mình được vui vẻ. Thì nên là mọi người đừng có những cái bình luận mà như vậy tội nghiệp bé nha. Tại vì cả nhà biết sao không, giống như ví dụ nhiều khi trong một cái show đó đi, bầu show người ta book Giác Long, muốn Giác Long hát song ca với cái bạn ABC nào đó, mà mình đâu có quyền mình từ chối cả nhà. Tại vì mình làm không, có quyền từ chối nhưng mà người ta bầu show, book không, show mình không quyền từ chối. Tại vì sao không phải tự nhiên cái tập kêu mình hát với người đó mà các người đó không phù hợp thì mình hát đâu có được. Mình có quyền từ chối, nhưng mà chẳng hạn như vậy, tức là anh bảo mới vừa có ý bỏ quên rồi, chẳng hạn như là yêu cầu mình hát với người đó, nhưng mà cảm thấy cái người đó không phù hợp với mình thì mình có thể là mình hát, cảm thấy là tự nhiên kêu em hát bài nhạc trẻ chung mà nó thì mình không phù hợp thì mình nói sao mình hát được. Nên là chẳng hạn cái người bạn diễn của mình á, mình phải cảm thấy phù hợp ăn ý với nhau thì mình mới hát. Đó là cái đương nhiên. Nhưng mà bên cạnh đó cũng có những cái sự du di là sao, nhiều khi cái đó là một người em tinh thần của mình, một người bạn của mình thì mình hát là chuyện bình thường. Dạ. Nhưng mình vẫn biết được ở đâu là một cái người bạn diễn ăn ý với mình nhất, cái đó là một cái vấn đề quan trọng. Còn diễn với tất cả mọi người đó là chuyện bình thường nha cả nhà ơi. Dạ. Cho nên là thật sự thì Long nói chuyện đôi khi nó không được lưu loát lắm, nhưng mà Long mong rằng cả nhà sẽ hiểu là đôi khi mình có thể kết hợp với ca sĩ này, có thể kết hợp với ca sĩ kia, nhưng mà Long mong rằng cho dù kết hợp với ai á, cả nhà cũng đều thương và ủng hộ. Chứ cả nhà đừng có nói mà giống như là đừng có kết hợp với người này mà không kết hợp với người này là tội nghiệp người kia rồi, thì Long thấy là cũng tội nghiệp mấy anh em Long lắm nha cả nhà ơi. Tại vì nhiều khi bảo biết là các anh các chị các cô ở đây á rất là thương Long và Nhung, nhưng mà nhiều khi á mọi người nói như vậy á thật sự mọi người không có ý gì hết trơn á, nhưng nhiều khi cái câu nói của mình á nó lại ảnh hưởng đến tinh thần của các bé. Nhiều khi các bé cảm thấy bị mặc cảm hoặc cảm thấy bị cái sự mà xa cách, nên làm cho cái tình cảm của các bé càng ngày càng rạn nứt ra. Nên là bảo hy vọng tất cả mọi người phải gọi là mình yêu thương tất cả các em, dù mình yêu thương nhiều thì mình coi nhiều, mình yêu thương ít thì mình coi ít, mình tất cả mọi thứ mình để trong lòng. Cái gì mà yêu thương, cái gì mà gọi là tốt cho hai bé thì mình nên nói ra, còn cái gì mà cảm thấy nó không tốt thì mình đừng nói ra hả. Giống như cái bài mà kết show hôm qua cả nhà, thì Long cũng có nói, Long nói với em Nhung là Long cũng tìm một cái bài hát nào mà để cho ba anh em hát để mình liên kết với nhau đó. Thì tự nhiên chọn cái Long suy nghĩ vậy sao mình hát cái bài liên khúc vòng nhẫn cưới đi, thì cái bài đó là ba anh em mình cùng hát nè, để chi, để cho mình có cái sự liên kết với nhau đó. Tại vì cái gọi là cái gì tình nghệ sĩ,
nha, mặc dù mấy đứa đó là nhỏ nhưng mà cũng được gọi là nghệ sĩ rồi. Tình nghệ sĩ là cái gì? Tức là các nghệ sĩ đó yêu thương nhau, chan hòa lẫn nhau, hoặc là giúp đỡ lẫn nhau trên sân khấu cũng như ngoài đời. Thì bà Bảo cũng muốn hướng cho tất cả giống như em Long, em Dung, tất cả các em đi theo giống như là mình đừng có chia rẽ, mình sống đoàn kết vui vẻ với nhau để cho cái bầu trời mà nghệ thuật đó càng ngày nó càng trong xanh và sáng sủa nha cả nhà ơi. Dạ, cho nên là Long mong rằng đó, cả nhà nếu mà yêu, tại vì Long biết là cả nhà yêu thương em Nhung nè, cho nên rồi xong rồi bây giờ Long cũng được cả nhà yêu thương, rồi em Thiên Ngân cũng vậy, cho nên là cả cho dù như thế nào thì cả nhà cũng sẽ yêu thương tất cả mọi người nha. Chứ cả nhà đôi khi mình đừng nói những lời như vậy sẽ làm cho mấy bé bị tổn thương. Dạ, và đôi khi mà Long cũng bị buồn, Long đôi khi Long cũng khó xử, Long cũng không biết phải làm sao. Tại vì Long biết thì mình Long biết được làm đôi khi sẽ có những cái sự kết hợp này với ca sĩ này, sẽ có những kết hợp với ca sĩ kia, thì ví dụ cái sự kết hợp nào cả nhà thích thì cả nhà sẽ ủng hộ hoặc là sẽ cả nhà sẽ xem nhiều hơn, còn sự kết hợp nào mà cả nhà không thích thì cả nhà sẽ xem ít lại. Dạ, chứ cả nhà đừng đôi khi bình luận như vậy thì cũng tội nghiệp tất cả mọi người, tội nghiệp tụi em á cả nhà. Dạ, cảm ơn tất cả mọi người ạ. Rồi, mình qua chuyện khác nha. Qua chuyện vui. Trời ơi, ngày qua ai tặng cho hai cái con kia tao không? Hai con kia kìa. Hai con kia kìa, trên kia kìa. Hai con đầu sụ kìa. Dễ thương kìa, thằng Tí nó mê lắm. Thằng Tí nó mê con này lắm cho không? Cái nhà. Ai là Tiến Nhung, ai là Sắc Long? Đây là món quà. Cô không biết con nào tặng cả nhà. Hình như con Diễm Quỳnh thì phải. Nó phải cái này là nó có cổ tóc lại nha. Xong thằng Tí cả nhà biết, cả nhà biết tại sao mà hai cái em bé này bị đầu sù lên hết không? Cái nhà thằng Tí á cả nhà, thằng Giáp Tí á, thằng Giáp Tí sớm giờ là nó ngồi nó làm tóc cho hai cái bé này nè cả nhà. À, cô Đặng Loan tặng. Con cảm ơn cô Đặng Loan nha. Trời, nó rất là mê nha. Thằng thằng Tí nó đây. Để con này nó lột quần hay giặt đồ cho thầy luôn. Này, cái áo còn ướt gì tao làm thấy không? Xin thông báo với cả nhà là em Sắc Tí sớm giờ là từ tối tới giờ là em Sắc Tí kêu là chú Long ơi cho em Sắc Tí ba em này để em Sắc Tí tối ôm ngủ đây. Đó, rồi xong sáng giờ là em Sắc Tí lột đồ của cái bé heo này ra đây, vẫn còn hơi ướt ướt này cả nhà, để em Sắc Tí giặt đồ. Tại vì xin thông báo với cả nhà là em Sắc Tí bây giờ là chiều đi học về là tự giặt đồ, cho nên là em Rất Tí cũng nghĩ là bé heo này cũng giống như em Rất Tí, là em mỗi ngày nào mà em Rất Tí giặt đồ là lột đồ bé heo này ra để mà giặt đồ chung luôn. Cho nên là từ sáng giờ là em Rất Tí rất là mê ba em này nha cả nhà. Về nó làm cái tóc kia, nó lấy tóc của Đi Trang. Không, cái kia kìa. Đây, cả nhà. Làm tóc của Đi Trang. Cái mái tóc mà phùng phùng này lên này cả nhà. Em Rất Tí nó là em nói là làm mái tóc giống cô Thì Trang. Rồi em Rất Tí lấy cái cọng dây thun đó cả nhà, đây em Rất Tí lấy cọng dây thun buộc tóc cho em này, mà buộc hai chùm nha, một chùm ở trên đây đây cả nhà, mười một chùm ở ngoài sau này. Nhung nó cũng có kìa. Đúng rồi, hôm qua là cô Đặng Lo, chắc cô Đặng Lo tặng đó Nhung ơi. Đó, đây đây là món quà này là của cô Đặng Lo tặng cô, cảm ơn cô nha. Em giấu cái này nãy nó xuống nó khui ra, nó xin cái gì luôn, nó xin nó luôn, nó nói là cho nó cái này đi. Nói chung là gấu bông là em Rất Tí tặng, là em Rất Tí dành hết nha cả nhà. Và đặc biệt là em Rất Tí nói là rất là thích ba cái em này. Ba ủa em chị này. Chị Quán Trung Giang ơi, ủa chị Quán Trung Giang là ở đâu ta? Ở ngoài La Hai là ở đâu ta? Ở Phú Yên, Phú Yên chị có vô bên Hải Phòng coi cái nhạc không gì ra Quán Trung Giang ơi. Dạ, đó hồi nãy là em Rất Tí mới khui được con gấu này, em Rất Tí xin tiếp. Đặc biệt là em Rất Tí rất là thích gấu bông hay sao cả nhà? Cứ gặp gấu bông là từ tối giờ là em Rất Tí xin. Tại tối giờ là em Rất Tí thấy hai con, ba con này là xinh rồi, giờ sáng này là thấy con này xinh nữa. À, hai cái mặt này là của Tiết Nhung. Tiết Nhung không biết con nào là Tiết Nhung. Đây đây là Tiết Nhung nè. À vậy nhưng cái nhà có muốn là ngày mai Tất Long đi nhộm tóc một bên màu hồng bên màu đen không, còn Tiết Nhung là bây giờ nhộm một bên màu hồng bên màu xanh, như vậy chắc là ngầu lắm á. Đó, đây đây là Tiết Nhung một bông màu xanh. Nhưng mà mắc cười nhất là em Rất Tí chải cái, em Rất Tí chải cái mái tóc này, em Rất Tí nó là chải mái tóc giống cô Thùy Trang. Cả nhà ơi, ngày mai là em Nhung sẽ up bài căn nhà màu tím nha, thì cả nhà nhớ vào kênh của Tiết Nhung xem chứ, bên này là kênh của sao hội tụ là tới 30 mấy ngàn luôn rồi, có đâu kinh khủng thiệt.